Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Và wow, cái avatar đẹp ghê các bạn ạ. À. Là hai con Titan đang đối đầu nhau. Hai tụi nó đang trừng mắt với nhau gây ra tia sét kìa các bạn. Ghê. Là hai con Titan trong đợt này thì ra sự kiện mới thì xuất hiện thêm hai con Titan đó là ánh sáng và bóng tối các bạn ạ. À. Và có vẻ như là nó là thù địch với nhau. Và đây sự kiện Dust and Dust với Dark Chest à Dust với Dark Chest đây. Ở đây thì cái này chắc là cái The New Dust Light Titan à, sẽ xuất hiện hai con rồng mới là con rồng bóng tối Titan và ánh sáng Titan và kèm theo các con hai con Heroic nữa các bạn ạ. À. À, thì ở đây thì sẽ có hai cái rương, một cái rương là cái rương này mình không biết tên thôi, mình cứ gọi chưa từ trái và phải từ trên xuống dưới đây. Thì cho cái rương này là mang tên là Dust và còn cái rương này mang tên là Dawn. À, rương Dust thì đại diện cho hệ bóng tối các bạn ạ. À. Và rương này thì các bạn có khả năng nhận được một con rồng Legend hệ bóng tối hoặc là trái cây hoặc là con Heroic hai positive dragon và hoặc là con đâu con này là hai super titan nhé, con này super titan con phù thủy bóng tối á. À, con này là con Dark Titan. Còn ở cái rương Dawn Chest, ở rương Dawn Chest này thì các bạn có thể nhận được một cái có thể là trái cây hoặc là một con rồng mang hệ ánh sáng hệ Legend hoặc là một con Heroic. Con này là hai hai gì mình quên tên mất tiêu rồi, con này hầu mình đặt tên cho nó là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo các bạn ạ. À, con này mình đặt là giáo phá rồi. Và cái này là con Light Titan. À, và sự kiện này khá ngon các bạn nha, mà ai nhân phẩm cao lắm á, thì mới mở được những cái phần quà như thế này. Còn mình thì mình nghĩ chắc là mình cứ an toàn trái cây mà thôi. Rồi đây Dust and Down thì trong sự kiện này thì sẽ diễn ra trong vòng 11 ngày các bạn ạ, từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7. Và trong cái đợt này thì sẽ xuất hiện ba hòn đảo. Hòn đảo đầu tiên thì đang diễn ra ở cái sự kiện là Magicon. Đây, từ ngày 9 đến ngày 20. Tiếp theo đó là ngày mai là ngày 10 đến ngày 15 thì sẽ xuất hiện hòn đảo mới. Hòn đảo này thì chơi theo sự kiện Puppet Island các bạn ạ. Puppet Island và làm nhiệm vụ để lấy mover. Làm nhiệm vụ để lấy mover. Đúng rồi, làm nhiệm vụ để lấy mover và chúng ta sẽ đi chơi cái sự kiện. Và trong sự kiện này thì các bạn có thể lấy được 50 orb của con Light Titan mà mình nghĩ hơi khó các bạn ạ, hơi căng đấy. Rồi và tiếp theo thì sự kiện sau khi đến ngày 15 kết thúc sự kiện Puppet Island thì tiếp đến sự kiện là Runner Island. Sự kiện này thì các bạn cũng có thể lấy được 50 cái orb, 50 orb của con Light 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 Titan. Còn ở sự kiện này thì chứa con Dark Titan. Vậy thì nếu mà ai đó dạng như là chiến đấu quyết chiến đối với hai sự kiện này thì chắc chắn có thể lấy được con Light Titan và Dark Titan. Còn ai nhân phẩm cực cao thì mở rương cái ra ra hai con rồng đó luôn thì không cần phải cày chi cho nhiều ha. Ở đây mình xong một số thứ rồi này. Rồi, ok và đây mình sẽ vào sự kiện luôn ha. Thì sự kiện thì hồi mai mình vào mình chơi rồi các bạn ạ. Ở đây là cái con rồng mà Goku, con này thì đi rất là tốn rất là nhiều nhiều con nha các bạn. Con này tốn rất là nhiều con. Và các bạn để mà lấy được cái con để lấy được con Dark Titan này này. Đấy, thì các bạn phải mở khó dần dần, tức là bạn phải đi theo cái đường đi của sự kiện, đi mở mở khó từng con rồng một thì sau đó mới mở được con này. Và mở được con này thì các bạn mới lấy được những cái phần lấy được cái con Dark Titan nha. Đấy, phải đi đi hết cái con này, đi hết sự kiện thì mới lấy được con Dark Titan nha các bạn. Và trong này thì nó xen kẽ có chứa những cái rương nè, cái chết nè, cái chết Dust và cái chết Dawn. Đấy, anh chết bóng tối và chết ánh sáng, này rương ánh sáng này các bạn. Thì ở đây thì cũng xen kẽ nên là các bạn đi sự kiện thì cũng hên xui lấy được nó. Và mình chúc cho các bạn nào có nhân phẩm cao để lấy được con rồng Titan luôn nha. Đấy, rồi giờ thì ở đây thì mình đang có cái con Tyre Titan sắp ra rồi, còn 1 phút nữa đợi xí các bạn ạ. Rồi và ở trong kho của mình thì mình cũng có vài cái rương một vài cái rương rương gì ta,
À đây, Black Chess thì có bao nhiêu á? 20% cơ hội mở ra một con Heroic thì phải. Rồi cũng như có cái đây, Deck Chess. À cái này gọi là Deck luôn các bạn, Deck Chess và Light Chess luôn. Khổ mấy công nói nhiều. À, Deck Chess ở đây mình sẽ mở ra thử nhân phẩm như thế nào nha. Rồi được 96.000 trái cây. À, 96.000 trái cây các bạn ạ. Rồi, vẫn là trái cây, không có hơn hơn được nhiều. À, vẫn là trái cây các bạn ạ, đúng là cái mức ở mức D chứ không thể lên C hoặc là gì cả. Rồi cái này cũng là trái cây luôn nè. Rồi Black Chest thì rương này hên xui thì sẽ có Heroic trong này. Và mình cũng mong muốn có con Heroic trong này ghê á. Rồi không được luôn các bạn ạ, toàn là trái cây thôi. Mình còn cái Carnival Chest nữa thì phải. Ở đây Carnival Chest ở trong này thì sẽ có Legend và trái cây, vẫn là trái cây các bạn ạ. Mấy rương thì đều ăn trái cây hết. À, đành phải anh cái kiếm được trái cây để dành chờ sự kiện Fading Frenzy cho rồng anh tiếp tục ha. Rồi ghét game trụ thì mình ghét rồi. À, hôm nay thì sự kiện quảng cáo mình xem rồi nha các bạn. Ở đây quảng cáo thì hên xui chúng ta có thể lấy được con Trihorn Dragon nha, hên xui thì lấy được con Trihorn Dragon và mình xem quảng cáo rồi mình lấy không được. À, xem quảng cáo mình không không có nhân phẩm cao đến mức là lấy được con Trihorn Dragon. Rồi quảng cáo rồi nè. Sự kiện deck mở, giờ mình mở ba rương deck chest thì không ra được cái mức ở B hay C hay là A, chỉ ở toàn mức D thôi, trái cây thôi. À, bây giờ mình sẽ up con Terra Titan ra ha. À, Terra Titan thì nó có thể chiến binh là nhiều vàng nhất nè các bạn. Đây mình sẽ cho nó vào đảo chiến binh để nó cày vàng giúp mình. Ok. New Terra Titan Dragon. Đấy. Cái này mình sẽ cho, mình nghĩ là mình sẽ cho anh lên level 15 thôi. 15 thôi nha các bạn. Còn mình muốn cho lên level cao nữa thì mình đợi sự kiện Fading Frenzy. Mình sẽ cho nha. Bây giờ chỉ level 15 là hợp lý rồi, không cần quá cao đâu. Và sau đó thì mình sẽ vào xem thử có hôm nay nó có quest gì không. Nó có quest thì mình sẽ đi luyện răng luôn. Wow, con rồng Titan đắt đẹp thiệt các bạn ơi. Ủa, skin nó chơi cũng hấp dẫn nữa. Rồi, 13, 14, 15. 15, 8.800 máu ư? Con này là Legend cách mấy vậy? Ủa? Level 15 á mà là 8.000 máu á, thì là con thuộc dạng là, thì nó sẽ thuộc dạng là Legend cấp 9. Còn nếu mà 8.200 máu á, là Legend cấp 5. Còn con này là tới 8.800 máu. Mình không biết nó phải là Legend cấp 10 không các bạn. Nhưng mà hồi giờ mình biết thì thường thường những cái con Titan đầu này nó là cấp 9 các bạn ơi. Từ từ mình sẽ ra mình xem thử nó là ở rank cát máy nha, và tập sau mình sẽ nói cát của nó luôn. Rồi về ở đây có cái quét rồi, luyện luyện rank các bạn ơi. Rồi Golden Jupiter Ghost này, cho nó đang đi luyện rank này. Sau đó mình sẽ cầm thêm Terra Titan nữa cho nó luyện nha. Nó level 15 mà không biết có đánh lại mấy con này không. Level 15 chắc là đánh lại các bạn, tại vì nó có cái khiên mà. Đầu tiên chiến con này đi. Rồi 24.000 máu. Rồi sau đó mình chuyển qua cho con Terra Titan ăn kill. Rồi 8.000, thiếu xíu nữa. Rồi làm phát 7.000 năm. Nghĩa là con này phải tuôn hai kill rồi. Rồi phải ăn kill nữa thì nó mới đi các bạn ạ. Đấy, và mình làm thêm trận nữa nha, cho nó lên rank C, cho nó lên rank C trừ đi. Rồi cái này để nó auto đam phát nè. Đấy, 22.000 máu. Rồi chuyển qua cho Terra Titan, Titan đất đánh. Rồi nó đánh là nó đánh chân xuống đất, tạo ra một làn sóng gây nên sát thương cho đối phương.
rồi, một phát crit. Phải thêm phát nữa. Đấy, chưa lên rank các bạn ạ. Phải là 5 kill trăng nữa. Trăng nữa, 5 kill thì nó mới được là đây, đổ qua cái này cho nó căng ba luôn thử xem. 7200 được các bạn. Rồi, đam tiếp theo. Rồi, 8200. Ồ, còn xíu nữa thôi. Rồi. Rồi bây giờ tới con này chắc là đánh không lại rồi. Không, chuyển qua con bên kia đánh luôn cho nó nhanh. Ok, Titan đất của mình đã lên rank sơ trừ rồi các bạn. Rồi cái này khi nào mình rảnh thì mình sẽ ngồi mình luyện cho nó lên rank A cộng nha. À, cái này là cái cách để các bạn luyện rồng lên rank A cộng rất là dễ nha. Bạn thích con rồng nào, Legion rồi gì đấy á, thì bạn có thể vào đó để luyện rank nha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh Lan Quyệt nè. Rồi chúng ta đánh vài trận Lan Quyệt, sau đó thì đánh Arena nữa. Rồi bây giờ thoải mái rồi, bây giờ nay mình không lo luyện rank nữa. Trong 3 ngày thì rảnh thì có thể luyện cho rồng lên A cộng hết. Còn không rảnh thì được vài con. Rồi, con này hiện tại thì mình đang luyện cho con heroic này tên là Hyperion, và đang luyện cho con Golden Jupiter Dragon. Đang luyện ưu tiên hai con đó lên E cộng trước các bạn. Rồi, và rảnh thì mình sẽ cho con Titan đất lên E cộng. Rồi, trận tiếp theo. À, hệ lửa đầu sẽ hệ nước nè. Đây để auto luôn trả lệ. Rồi hệ chiến binh 24.000 máu. Rồi con này 20 nên khỏi la. 13.700. Rồi ok. Rồng con Hyperion đã lên B cộng rồi. Rồi trận tiếp theo mình sẽ đi đánh Arena nha các bạn. Ở trong Arena thì mình bị trừ 18 cấp, tại vì đánh thua. Ở đây bạn Dragon Nops này mạnh quá. Có Crusher 40 A cộng 2 sao mình đánh không lại. Rồi để mình skip qua bạn này đi Welling. Đi Welling 40 A cộng, đi cây 40 A cộng và Snapper 1 sao. Trận này mình nghĩ đánh cũng không lại các bạn. Để mình đổi lần nữa xem. Đây, bắt đầu đội hình này dễ hơn xíu nè. Có con Titan đắt hơi căng nè. Có con Titan đắt hơi căng các bạn ơi. À, nhưng mà mấy con này mình nghĩ là có thể đam được. Con Wintermon. Con Wintermon đúng không? Wintermon cho ném lựu đạn đam nó. Con ốc. Con ở giữa thì không, mình không có con nào đam được con ở giữa các bạn ạ. Hôm bữa mình cho con vuốt xích hơi kim loại đầu là mà nó cho nó lên thì cũng yếu lắm. Trận này bắt buộc phải chiến rồi. Mình đang suy nghĩ thử cầm đội hình nào đó đánh lại được các bạn ạ. Còn đánh không lại thì mình không dám chơi. Rồi Crusher và bắt đầu đội hình này, hy vọng mình được đánh trước thì đánh mới lại các bạn. Rồi mình bị đánh sâu rồi, căng nhờ. Rồi 21.000 máu. Rồi phát nữa. 21. Rồi thế là mình bị tạch một con. Buồn ghê ta, vậy là mình bị tạch liền một con rồi các bạn. Rồi bây giờ sẽ rỉa máu giữa hai con Crusher và con này. Rồi làm phát nữa, 23.000 máu. Rồi mình sẽ chuyển sang con này. Con này nó đam đủ 30.000 máu không ta? Level 38. Mình nghĩ nó crit được 30.000 máu thiệt các bạn ơi. Thôi đã, để con này ra đi. Rồi 29.000 kìa, nó crit phát 29.000. Mình có 29.400. Wow, căng thẳng ghê. Rồi gần tạch. Bây giờ sẽ chuyển qua con này.
Mình hy vọng con Crusher của mình vẫn còn sống sau đòn đam của nó. Rồi, đi luôn rồi các bạn ơi. Con rồng mạnh nhất của mình trong rank bóng tối đã bị tạch rồi. Wow, trận đánh thật căng thẳng. Trận sau này thì mình có thể đánh được, nhưng mà rồng chết rồi, rồng tạch hết rồi. Còn có mỗi cái bốc đầu cái nhị để chiến thôi. Không biết bốc đầu cái nhị để chiến lại đội hình nào nữa hay không. Mấy con này cái hệ Legend đầu thì sẽ hệ Bure hết nè. Mà có mỗi Moonlight cái hệ Bure à. À có Bluto Ghost nữa. Ok. Đây, hên xui. Trận này hên xui các bạn ạ. À, tại vì Crusher tạch rồi. Hitspawn. Ok, chiến cho hai con này chiến với nhau. Rồi, làm phát nữa. 21.000. Rồi, chuyển qua cho con... Không, chuyển qua Bluto Ghost thì nó mất máu, khó chịu lắm. Để cho con này đánh đi. Rồi, 16.000 máu. Đây, Moonlight nó đánh có 16.000 à. Nên trụ lì với nó được một đam. Rồi, chuyển qua Bluto Ghost xử lý nha. 20.000. Cái này 20.000, 21.000. Bluto Ghost đam yếu quá, không biết con này đam được hai mấy ngàn không. 24.800. Yeah, đánh thắng được trận mừng ghê các bạn ơi. Rồi, trận tiếp theo, trận này chắc là thua rồi, mình xin phép đổi. Trận này chắc cũng thua rồi. Rồi, trận này chắc chắn thua luôn rồi các bạn ơi. À đây, phải cài đội hình yếu vào cho nó bị rìa máu cho nó tạch. Để Titan Duck ra xăng luôn à. Thôi để làm một ngầm đi. Để Soldier ra xử lý đi. Cho đội hình, đội quân cảm tử của mình các bạn. Rồi, mới vô làm phát đi luôn rồi. Phát nữa. Rồi, 27.000 máu. Rồi, con này. Một kill 16.000. Rồi, trận tiếp theo, đội hình bạn này mình đánh không lại rồi. Đội hình bạn này đánh cũng không lại luôn. Rồi, càng không lại nữa. Wow, trên này sẽ gặp toàn mạnh mẽ không vậy? Trừ của mình lần một Mube cấp. Còn đâu mà cấp để lên được rank trên ta. Rank bóng tối này đúng là khổ sở quá các bạn ơi. Làm sao để lên được rank trên đây, trong khi toàn là những nhân vật mạnh mẽ đang đứng ở phía dưới này không. Rồi, crit 6.000 mà nó tới 150.000 máu. Crit 10.000. Mũi đốt inox. Rồi, trận tiếp theo chắc là cũng thua luôn rồi. Ôi, bạn này đánh được nè. Bạn Sam The Man nè. Bạn này có vẻ đánh được, có vẻ đánh được các bạn ơi. Rồi, cài đội hình vào. Đây, Bluto Ghost nè. À, cả con người ngồi hành tinh kìa các bạn. Đây, chắc là từ từ mình sẽ luyện con người ngồi hành tinh lên S cộng. Để nó đánh được được ít đam trong đội hình. Hợp lý, hợp lý. Con này mạnh dữ. Level 32, 58.000 máu, mạnh dữ. Rồi, click nó phát. Rồi, nó còn 10.000. Đây. Để Moonlight đam nó. Rồi, 11.000. Đùa. Vậy sao đánh? Có vẻ như thua luôn rồi các bạn ơi. Rồi, trận này mình cũng thua luôn rồi. Không có Crusher gánh tem. Trận này thua luôn rồi. Xác định. Nó còn xíu máu kìa. Nhưng mà con tí con Apocalypse ra hút hết. Apocalypse. Rồi 11.000. Ai biết thấy không? Rồi thua. Chết. Tạch hết rồng luôn rồi. Rồi ok. Video đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Ngày mai thì không biết làm gì nữa đây. Nhưng mà hôm nay thì mình đã review con Terra Titan. Ngày mai thì mình sẽ ráng đem nó lên E cộng các bạn ạ. Rồi, video đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn.